thứ gì đang chủ thể tất cả phật nói rất hay là tâm tưởng tất cả pháp từ tâm tưởng sanh tâm tưởng chủ thể tất cả pháp tất cả pháp từ tâm tưởng sanh cho nên ý niệm là rất quan trọng quý vị ngày ngày niệm a di đà phật Quý vị ở cảnh giới gì? Cảnh giới thị giới cực lạc Cảnh giới A-di-đà Phật bổn địa phóng quang Như vậy không hay quá rồi sao? Vậy chúng ta ngày ngày niệm Phật gì sao cảnh giới không hiện tiền? Quý vị không biết niệm Vì sao nói không biết? Trong một câu danh hiệu Phật của quý vị Xen tạp có hoài nghi, có tạp niệm hơn nữa thường thường gián đoạn cho nên quý vị cảm thấy không có lợi ích nói cách khác danh hiệu phật của quý vị và tâm của phật a di đà không liên kết lại với nhau cổ nhân nói mẹ con tâm thông nhau Mẹ con xa cách Dù có xa bao nhiêu họ cũng có cảm ứng Con cái thật sự nhớ mẹ Mẹ cũng thật sự nhớ con Vì thì lúc họ nhớ nhau liền có cảm ứng Chúng ta và Phật A-di-đà cũng giống như quan hệ mẹ con như vậy mới được cổ đức thường nói nhất niệm tương ưng nhất niệm phật niệm niệm tương ưng niệm niệm phật đó gọi là chân niệm phật cho nên trên hình thức không phải rất quan trọng thực chất mới quan trọng Coi thế giới cực lạc là nhà xưa của mình Coi Phật A di đà thành cha mẹ của mình Chúng ta xa rời nhà xưa lạc mất phương hướng Đến đây làm việc lục đạo luân hồi Hiện tại nghe đến lời giáo huấn của Phật Thích Ca Mâu Ni hiểu rõ rồi sau khi hiểu rõ nhanh chóng nhận tổ quy tân điều này quan trọng nhớ nghĩ không quên đây gọi là chân niệm phật nhất định không nên đem việc sinh tử để trong tâm trong tâm không có sanh tử nữa niệm niệm tương ưng với phật a di đà tôi ở đây phát ra sóng niệm phật ngài thu được rồi hồi ứng của phật a di đà chúng ta cũng có thể cảm nhận được bản thân cảm nhận được rồi lúc nào về đến thế giới cực lạc nghe theo phật sắp đặt phật lúc nào để cho chúng ta đi thì lúc đó ngài đến đoạn lúc đó ta sẽ đi chưa đến đoạn nhất định chúng ta còn có những công việc chưa hoàn thành cần ở lại nơi này hoàn thành một là ở thế gian này nâng cao cảnh giới của chính mình còn thù thắng hơn ở thế giới cực lạc đây là điều trong kinh nói tại thế giới ta bà tu hành một ngày thật sự tu hành tương đồng với ở thế giới cực lạc tu hành một trăm năm vì sao vậy thế giới cực lạc không có nhiều cám dỗ như vậy không có thế giới thái bình nơi này sức mạnh cám dỗ quá nhiều quý vị không thể ngăn được đây là thật không phải giả Thuận cảnh nghiệt cảnh Thuận cảnh cám dỗ quý vị khởi tham sân si Nghiệt cảnh cũng là như thế Quý vị nhìn cảnh giới thấu đáo rồi Phàm có hình tướng đều là hư vọng Không bị cảnh giới bên ngoài mê hoặc Thì bản thân chúng ta thành tựu rồi nhất môn thâm nhập trường thời quân tu chính là định tôi chọn trì danh niệm phật một ngày niệm ba mươi câu niệm bốn mươi câu tâm liền định được luyện tập hai ba năm như vậy tiếp đó sẽ đạt được tam muội tâm thanh tịnh rồi Dùng câu danh hiệu Phật này thay thế cho tất cả tạp niệm. Cổ nhân nói không sợ niệm khởi chỉ sợ giác chậm. Bất luận ý niệm gì mới khởi a Di Đà Phật, dùng A Di Đà Phật mà thay thế. Tất cả niệm đều quy về A Di Đà Phật. Đó gọi là tam muội, niệm Phật tam muội. Hàng lợi căn đó là gì? thật sự buông bỏ danh gian lợi dưỡng ngũ dục lục trần tất cả đều buông bỏ trong tâm không còn có những vướng bận nữa đây là đắc định khai trí tuệ rồi cư sĩ lưu tứ dân ở đây làm hai lần báo cáo Ở đây có lưu lại đĩa CD của bà ý Bà ý có bán đến gì? Bản thân bà nói sáu chữ chẳng sai chút nào Ba đời chư Phật sở dĩ có thể thành Phật cũng chính là sáu chữ này Trung thực nghe lời thật làm quý vị xem người thế gian khó khăn nhất là buông bỏ danh lợi đây là bà ấy thiện căng sâu dậy bà ấy từ nhỏ cho đến già chưa từng để tâm đến danh lợi trong tâm không có danh lợi một đời chân thực chân thành không có giọng ngữ Đó là gì? Đây là giới căn bản Quý vị xem Lưu Tứ Dân Bà không có giọng ngữ Bà lại nói hai lưỡi sao? Bà sẽ đâm thập thị phi sao? Không thể có Bà sẽ nói thêm dệt sao? Bà sẽ nói ác khẩu sao? Đều không có Tham sân si mạng rất ít đây chính là gì tuy giới này người ta không học không học bà đã có tu dưỡng thâm sâu như vậy quý vị xem gặp được phật pháp bà liền có thể một bộ kinh vô lượng thọ một câu a di đà phật kinh vô lượng thọ một ngày nghe mười lần mười năm chưa từng thay đổi một môn thâm nhập quý vị phải cẩn thận quan sát bà ấy bà ấy có khai ngộ hay không hình như có được chút ít quý vị nên biết có một chút khai ngộ đó bà đã có định công tương đối Cho nên không đi con đường giới định tuệ này không thể thành tựu. Tam học giới định tuệ mười phương tam thế chư Phật Từ sơ phát tâm đến như lai địa Bắt buộc đi con đường này Lúc tôi mới học Phật Vì là phần tử tri thức hiếu học Đối với đạo lý cảnh giới của kinh Phật này rất quan hỷ Giới luật thì rất sơ sài Xem rất nhẹ Không tiếp thu lắm Đại sư chương gia nói với tôi Giới luật rất quan trọng Giới luật dường như Thời đó chúng tôi ở Đài Bắc từ Đài Bắc đến Cao Hùng Quý vị ngồi tàu quả Giới luật chính là tấm vé tàu quả này Tấm vé này nếu chưa đến mục đích cuối cùng Quý vị diễn diễn không thể dứt nó đi Bất cứ lúc nào họ muốn kiểm tra vé Lúc đến rồi tấm vé này sẽ trả lại Ngài nói giới luật cũng giống như tấm vé vậy Chưa đến lúc thành Phật đẳng giác Bồ Tát còn phải trì giới. Mãi đến quả vị diệu giác, giới định tuệ tam học của quý vị mới viên mãn. Quý vị có thể sơ xuất được sao? Một môn thâm nhập Giữ mười năm như vậy Điều này thông thường nói là tối thiểu Mười năm chưa có được nhất tâm Người niệm Phật chúng ta nói là chưa đạt được nhất tâm bất loạn Có phải tiếp tục làm mười năm nữa dùng nhất tâm bất loạn làm tiêu chuẩn nhất tâm bất loạn có hai loại sự nhất tâm bất loạn sanh cõi phương tiện hữu dư lý nhất tâm bất loạn sanh cõi thật bảo trang nghiêm thực tế là nghiệp chướng quá nặng mới đem mục tiêu định nơi cõi phàm thánh đồng cư nghiệp chướng tập khí quá nặng đó là bất đắc dĩ người thật sự có chí khí phải nâng cao phẩm vị phải đề cao chúng ta tu những thứ này không thể làm sai mục tiêu không thể làm sai phương hướng điều này rất quan trọng Hiện tại chúng ta tu tịnh độ Muốn giảng sanh thế giới cực lạc Có cần giới định tuệ không? Cần Không có giới định tuệ Thế giới cực lạc không đến được Đặc biệt là định Định gọi là tam muội Quý vị xem người nào có thể giảng sanh Niệm Phật ta muội Đạt được rồi Nhất định giảng sanh Niệm Phật ta muội chưa đạt được Vậy phải nhờ vào may mắn May mắn gì lúc quý vị lâm chung Niệm cuối cùng là A-di-đà Phật Tương ưng với nguyện thứ 18 Trong 48 nguyện của Kinh Vô Lượng Thọ Nhất định được sanh Một niệm cuối cùng quý vị có thể bảo đảm niệm cuối cùng của quý vị là a di đà phật hay không không thể bảo đảm sự việc này hơn xui thì không được phải làm thật không thể phó thác cho hơn xui tôi hiện tại không niệm phật cũng không sao một niệm lúc lâm chung tôi liền có thể giảng sanh vậy thì quý vị phải hiểu lúc lâm chung điều đầu tiên là đầu óc phải rõ ràng quý vị có thể bảo đảm được không một khi mê hoặc thì coi như xong rồi nếu như quý vị sanh bệnh bệnh rất nặng giống như người sống thực vật vậy ngay cả người cũng không nhận ra được vậy quý vị còn có thể nhận ra phật sao điều này rất quan trọng cho nên lúc lâm chung có ba điều kiện quan trọng thứ nhất là đầu óc phải rõ ràng thứ hai là gặp được thiện tri thức nhắc nhở quý vị tức là nói trợ niệm thứ ba là bản thân thật sự phát nguyện cầu sanh tịnh độ tất cả những tạp niệm đều buông xuống hết thân tâm thế giới tất cả đều buông xuống một câu a di đà phật quy tâm tịnh độ được người này chắc chắn giảng sanh đây là pháp môn tịnh độ không thể nghĩ bàn công đức không gì sánh bằng chúng ta nghĩ đến lúc lâm chung ba điều kiện này tìm không ra gặp được thiện tri thức có thể gặp không thể cầu vậy đầu óc rõ ràng thật không đơn giản chúng ta xem xem đưa người giảng sanh quý vị thấy lúc lâm chung được mấy người đầu óc rõ ràng được mấy người trong lúc này thật sự chịu nghe lời khuyến cáo như vậy công phu thường ngày là rất quan trọng Những thứ này giống như đánh giặc vậy Bình thường luyện binh ngày ngày ở thao trường Giảng sanh cũng giống như đánh giặc vậy Chỉ là một sát na đó Là một niệm cuối cùng đó Có thể giảng sanh hay không quyết định nơi một niệm cuối cùng này Cho nên người trợ niệm giảng sanh nhất định phải là người có trì thức Ấn quan Đại Sư nói rất hay người giáng sanh họ đã đoạn khí rồi không nên đụng đến họ vì sao vậy thông thường nói người tắt thở rồi bác sĩ chẩn đoán nói người này đã chết tuyên bố tử vong thần thức của họ còn chưa đi quý vị đụng họ họ có cảm xúc họ có đau đớn họ có đau đớn trong lòng sanh sân nhuế vậy là phiền phức lớn rồi tâm xuân nhé vừa khởi lên đi vào ba đường ác cho nên không thể đụng đến họ sau tám tiếng đồng hồ rồi đụng đến họ không những không thể đụng đến thân thể họ Dường họ nằm cũng không được đụng đến đây là thường thức rất quan trọng. Nếu như nói để an toàn nhất, tốt nhất là từ 12 tiếng đồng hồ đến 14 tiếng đồng hồ. Vậy là rất an toàn. Thần thức của họ rời đi rồi. lúc đó quý vị thay áo quần cho họ tắm rửa cho họ mặc áo cho họ họ đi được rất an tường toàn thân sẽ mềm mại mềm mại không tiêu biểu đã giảng sanh mà là ra đi rất an tường nhưng có thể bảo chứng họ không đọa ba đường ác toàn thân mềm mại đời sau đến nhân gian nhất định sẽ tốt hơn đời này một đời này họ làm những việc tốt thật có tu hành đời sau được phú quý phước tu được càng lớn hơn nhân gian không có đại phước này họ liền đến quái trời trời có sáu tầng trời xem phước báo họ tu lớn như thế nào thông thường phổ biến nhất là trời tứ thiên vương và đao lợi thiên điều này chúng ta không thể không hiểu cho nên con người nhất định phải tu bốn tịnh đức Người tu bốn tịnh đức Lúc lâm chung không có chứa ngại Không có chứa ngại Điều này bình thường xử sự đối với người tiếp vật Tùy duyên dịu dụng Oai nghi có phép Nhu hòa chất trực Khổ thay cho chúng sanh rất tốt hiện tại tu hành quan trọng nhất nhất định phải nhớ kỹ phải bắt tay từ trì giới không trì giới không được không trì giới niệm phật công phu không đắc lực không trì giới học kim giáo học đó là phật học không phải là trí tuệ Người thật sự trì giới tu định quý vị niệm Phật. Tụng kinh vậy thì khác rồi. Vậy quý vị thật sự là đang tu hành. Giới học từ đâu? Ngày nay chúng ta phải thật làm, không thể làm giả. Làm giả đến lúc lâm chung Quý vị tương lai vẫn tiếp tục làm việc luân hồi lục đạo Quý vị sai rồi Quý vị nếu như nói tôi học Phật rồi Tại sao Phật Bồ Tát không linh Đối với Phật Bồ Tát khởi tâm oan trách Quý vị xuống địa ngục liền Phật Bồ Tát nói rất rõ ràng Bản thân quý vị sai Quý vị không thừa nhận Quý vị xem xem Giới luật chúng ta y cứ vào đâu Nguyên tắc chỉ đạo cao nhất là Tịnh nghiệp tam phước Trong kinh nói rất rõ ràng Ba điều này là Tịnh nghiệp chánh nhân của tam thí chư Phật Câu này không phải rõ ràng lắm rồi sao Tam thế là quá khứ hiện tại vị lai Tất cả những người tu Bồ Tát Đạo thành Phật Đều phải y theo ba điều này Ba điều này điều thứ nhất Quý vị đã làm được hay chưa Hiểu dưỡng phụ mẫu Phụng sự sư trưởng từ tâm bất xác tu thập hiện nghiệp nói với chư vị rằng so với lão tổ tôn của chúng ta nói mười hai chữ thì nội dung còn thâm sâu hơn còn rộng lớn hơn hiếu dưỡng cha mẹ như thế nào phụng sự sư trưởng như thế nào Đệ tử Phật Muốn làm một vị Bồ Tát Bồ Tát tri ân báo ân Người nào ân đức lớn nhất Cha mẹ thầy giáo Cha mẹ cho chúng ta thân mạng Thầy giáo cho chúng ta quệ mạng bất hiếu cha mẹ là đại tội số một tội lừa thay phản đạo và bất hiếu cha mẹ là tương đồng quý vị xem như vậy mà không nguy sao chúng ta ngày nay phải đem việc hiếu dưỡng cha mẹ tôn thờ thầy tổ thực hành cho được dùng điều gì dùng đệ tử quy tịnh nghiệp tam phước hai câu này là cương